Thói xả rác đã đi vào cả rác của các bạn trẻ. Có vẻ hành vi này chẳng ai chấp nhận được, nhưng vẫn diễn ra mỗi ngày khắp nơi. Không chỉ mỗi thói xấu xả rác bừa bãi, các hành vi thiếu ý thức khác vẫn đang diễn ra như vẽ bậy, bôi bẩn, phá hoại của công, thả vật nuôi phóng uế khắp ngõ phố, đường làng. Những hành vi đó được coi là rác văn hóa vẫn tồn tại khi nhà nhà, người người nỗ lực xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Một khu dân cư đáng sống phải là một nơi phục vụ nhu cầu của con người, đáp ứng được môi trường sạch đẹp, văn minh. Ở những khu chung cư hiện đại, cao tầng, những tổ dân phố đông đúc, tấp nập hoặc ở những vùng nông thôn mới, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhiều cá nhân, tập thể, các đơn vị địa phương đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những hành vi thiếu ý thức như xả rác bừa bãi, vẽ bậy, phóng uế, thả rông chó mèo. Những hành vi xấu xí ấy được gọi là thứ rác văn hóa ở các khu dân cư. Ta đã xây dựng một cái đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở tổ dân phố đã từ lâu rồi, nhiều năm nay rồi chứ không phải hiện nay. Nhưng mà dường như là cái đời sống văn hóa nó đi vào trong dân đấy là rất chậm. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là tất cả, nhưng mà có một bộ phận người dân hoặc là thanh thiếu niên có những hành vi ứng xử rất là phản văn hóa, phản cảm. Cả một bức tường đẹp đẽ như thế là vẽ bậy, viết bậy. Rồi là thậm chí đó là còn có những cái hành vi là tiểu tiện, rồi khạc nhổ bừa bãi, rồi là vẽ cả sơn, viết cả sơn lên những cái bức tường đang rất là đẹp đẽ như thế. Thì tôi thấy là cũng hành động thiếu văn hóa. Đó, chưa kể là những hành vi như là nói tục, rồi chửi thề, chửi bậy. Trên thực tế, nhiều người không muốn để rác trong nhà. Thay vì đợi đến giờ thu gom rác, thì họ vứt luôn ra ngõ, ra đường bởi tâm lý sạch nhà hơn bẩn ngõ. Nhiều người cho rằng đó là hành vi ích kỷ, chỉ biết nhà mình sạch mà không gìn giữ không gian chung. Tại các chân cột điện, gốc cây hoặc bất cứ chỗ nào cũng có thể vứt rác, miễn không phải chính diện nhà mình. Và những bãi tập kết rác tự phát đó dưới nắng nóng sẽ rỉ nước, bốc mùi hôi thối, khó chịu cho cả khu vực xung quanh. Rác người ta không đổ vào xe, người ta đặt đổ ra ngoài đất nó bẩn lắm, mà ngồi đây hôi thối đủ các loại. Phải đổ đúng vào thùng rác nhỉ. Nói tóm lại là ý thức của người dân, ấy, 10 người thì được khoảng, mà châu chung chả được người nào. Thì vì đây là dân này là dân thập phương, người ta đi đến đây. Chứ chung quanh ngõ này không có ai, vứt rác bừa bãi. Một cái thói quen hết sức là xấu của người dân. Tức là chỉ biết là sạch cho trong cái phạm vi của nhà mình. Nhưng mà còn đối xã hội thì lại coi không quan tâm hoặc là lại xả rác ra. Nhưng mà họ có biết đâu rằng là ngay cả cái chuyện tức là không sạch trong nhà mình, nhưng mà chỉ cần tức là không sạch ra ngoài đường, ngoài xóm hoặc là ngoài xã hội thì chính mình cũng đã bị chịu ảnh hưởng những các cái môi trường đó. Bởi vì không những là nó là không sạch đẹp, nhưng mà nó là ô nhiễm môi trường, thì chính cái người đó cũng đã bị ảnh hưởng đến cái môi trường mà do họ gây nên. Hàng ngày những công nhân thu gom rác như bà Dư Thị Bé đều cần mẫn dọn rác, gom vào thùng đưa đến điểm tập trung. Dù các khu chung cư, các tòa nhà thường có chỗ vứt rác sinh hoạt, nhưng vẫn có những người tiện tay vứt rác ra lòng đường, hè phố. Chỉ có rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân thứ nhất là thường người Việt mình là cái gì không phải là của nhà mình thì người ta cũng không, mấy khi người ta giữ gìn. Thì đấy là cái việc đầu tiên, tức là cha chung không ai khóc, tức là những cái địa điểm chung như thế. Cái điểm thứ hai là có một số người qua cái quan sát của tôi thì họ nghĩ rằng là cái họ đã bỏ tiền ra để họ đóng tiền dịch vụ rồi thì họ được quyền họ xả và cái người khác thì phải dọn, chứ họ không nghĩ đến cái việc là những cái người lao công người ta rất là vất vả để người ta dọn dẹp cái việc rác các thứ như thế. Tôi thấy rất là khôi hài và nực cười, có những cái biển đề chữ là cấm vẽ bậy, ở trên thì ở dưới là vẽ bậy, có cái biển rất to đấy là cấm đổ rác nơi văn minh lịch sự, nơi công cộng không được đổ rác tại đây, thì hết cái từng núi rác ngổn ngang như thế, có nghĩa là rất là khôi hài, họ thách thức cả những cái quy định như thế. Ngoài hành vi vứt rác bừa bãi, vẫn còn nhiều hành vi xấu xí khác cũng đang tạo ra hình ảnh nhếch nhác ở các khu dân cư như phóng uế, vẽ bậy, phá hoại cảnh quan môi trường. Những mảng tường bị bôi bẩn, hình vẽ nguệch ngoạc là một thứ rác văn hóa dội thẳng vào thị giác của mọi người. Để đẩy lùi những hành vi thiếu ý thức, ngăn chặn những thứ rác văn hóa đang hiển hiện khắp nơi, nhiều cá nhân tập thể đang ngày ngày nỗ lực gìn giữ vệ sinh chung, sạch nhà mình, sạch ngõ xóm, đường phố. Người dân ở đây đã quen thuộc với hình ảnh này. Sáng nào bà Thảo cũng cặm cụi dọn dẹp sạch sẽ đoạn đường này. Nhưng không phải chỉ có bà Thảo, mà chị em phụ nữ ai cũng tích cực, tự ý thức trong việc gìn giữ vệ sinh chung. Chúng tôi đã thành lập ra một tổ tuyên truyền để đi vận động bà con nhân dân cũng như hội viên là ký cam kết mọi nhà thực hiện đầy đủ các quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng như trong gia đình, trong tổ dân phố, giữ phố xanh sạch đẹp, rồi gương mẫu trong các hoạt động của tổ dân phố. Còn đây là những thành viên cốt cán và tích cực trong hoạt động xây dựng tổ dân phố văn hóa của tổ dân phố số 9, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông Chu Mạnh Hùng và các thành viên trong tổ coi đây là nhiệm vụ quan trọng, mình phải là những tấm gương đi đầu, không vứt rác bừa bãi, không thả rông vật nuôi, phóng uế, cam kết giữ gìn vệ sinh chung, nhắc nhở nhau khi có những hành vi xấu, xây dựng tổ dân phố văn hóa, bảo vệ đường ngõ sạch đẹp văn minh. Là đặc thù địa bàn với một nửa diện tích là mặt đường lớn có đặc trưng văn hóa đô thị và một nửa là ngõ làng đặc trưng văn hóa làng phố, nên việc giữ vệ sinh chung cũng có những khó khăn phức tạp hơn ở những khu dân cư khác. Chính vì vậy, các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân của phường cũng nỗ lực đa dạng hóa hình thức triển khai. Trong số 12 tổ dân phố thì chọn tổ dân phố số 9 để bàn điểm. Và chúng tôi thấy rằng cái trách nhiệm này là nó rất là vinh dự nhưng mà cũng rất nặng nề. Để mà thực hiện được thì chúng tôi thấy cũng cực kỳ khó khăn. Thế đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ, và trực tiếp là cái người thực hiện là địa bàn là người dân ở địa bàn số 9. Tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, công tác giữ gìn cảnh quan và bảo đảm môi trường nông thôn được các xã trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng. Các câu lạc bộ phụ nữ vì môi trường được thành lập, đông đảo thành viên tham gia, gìn giữ thôn xóm sạch đẹp, hình thành những con đường hoa tự quản, mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, cổng nhà có hoa tại các thôn xã trên địa bàn được hưởng ứng mạnh mẽ. Ý thức của nhân dân cũng được nâng cao, ví dụ như người dân cũng ý thức trong cái việc mà thu gom rác thì hàng giờ thì thống nhất với sinh hoạt môi trường đô thị Hà Nội, sinh hoạt môi trường đô thị là khi thu gom thì sẽ có giờ nhất định, và cái giờ đó thì nhân dân chúng tôi mong ra, cho nên là cái cảnh quan môi trường cũng được nâng lên. Cái quan trọng là cái người dân ý thức hơn trong cái việc mà chấp hành cái vệ sinh môi trường. Cả xã hội chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở nơi công cộng. Nhưng nếu còn những con sâu làm dầu nồi canh thì bộ mặt đô thị, làng quê vẫn sẽ còn sự nhếch nhác. Đáng ngại hơn, dần dần thói quen xấu sẽ ăn sâu bám rễ vào chính những thế hệ sau. Cần có những biện pháp căn cơ và hiệu quả hơn nữa để dần dẹp bỏ những thứ rác văn hóa đang tồn tại. Muốn đời sống văn hóa vào hiện thực đấy thì phải bên cạnh những cái khẩu hiệu, bên cạnh những giáo dục tuyên truyền thì phải có các cái giải pháp là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc. Và vai trò của cán bộ ở cơ sở là rất quan trọng, như là tổ ban quản lý nhà chung cư, như là tổ dân phố, như là cảnh sát khu vực và người cao tuổi, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, thì đưa cái tiêu chí văn hóa vào hoạt động đời sống sinh hoạt của cụm dân cư, tổ dân phố và các khu chung cư là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành cái nét văn hóa văn minh, lịch sự, thân thiện với nhau. Bên cạnh giáo dục ý thức cũng cần phải có những chế tài xử phạt, và quan trọng nhất, không được xem những hành vi trên chỉ là thói xấu mà phải nghiêm khắc xem đó là những hành vi gây xấu xí môi trường sống, làm nhếch nhác văn hóa xã hội, từ đó lên án dẹp bỏ, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, văn minh hiện đại.